Xin chào tất cả các bạn. Buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một câu chuyện liên quan đến kiến trúc. Chúng ta sẽ nghĩ đến ý tưởng như thế nào và làm thế nào để nó không bị lệ thuộc vào những gì mà chúng ta đang nhìn thấy rất nhiều. Tôi chợt nhớ đến cái ngày mà chúng tôi còn đang học đại học. Không có cái gì để có thể search. Mỗi khi mà thầy giảng bài xong bảo là đây đề bài này về làm đi, chúng tôi không biết dựa trên cái gì mà làm, không biết đi từ đâu. Bây giờ ngược lại, các bạn có rất nhiều thứ nhưng các bạn cũng không biết đi từ đâu. Bài trình bày của tôi thì nó bắt đầu bằng một câu nói như thế này: mỗi vật dù nhỏ nhất thì đều có những câu chuyện riêng của nó. Đây là câu của kiến trúc sư Louis Kahn nói và tôi thấy rất tâm niệm. Tôi rất thích cái câu nói này. Đấy là dù nó có nhỏ đến mấy thì nó cũng có cái câu chuyện của nó. Và khi chúng ta, các kiến trúc sư khi có một đề bài, gặp chủ đầu tư hay là sinh viên bắt đầu vào một đồ án mà chúng ta có được buổi giảng đề, sau khi nghe giảng đề xong, chúng ta quay về cũng giống như chúng tôi hồi xưa, không biết làm cái gì, không biết làm tới đâu. Và một câu hỏi cực lớn, họ khi mà cái câu hỏi đó nó trong đầu mình nung nấu đến mức độ, đến một cái đoạn là đấy, ta lập tức lấy điện thoại ra và mở máy tính ra và chúng ta bắt đầu search. Wow, được rồi, hay quá. Cái này quá hay đi, rất giống mình. Chiều cao nó cũng như thế, diện tích nó tương đương, số người nó cũng như vậy, làm quá hay đi. Thôi, bây giờ làm nhé, túm ngay cái này vào làm. Tôi gọi cái việc làm đó ấy, là chúng ta càng làm cho câu hỏi của chúng ta lớn hơn nữa, chẳng biết làm cái gì nữa cả. Bởi vì đấy là sản phẩm cuối cùng của một người khác trước bạn. Kể cả sản phẩm đấy được giải quốc tế, được mọi người công nhận, thì đấy vẫn là sản phẩm của người khác. Vậy câu hỏi lớn hơn rất nhiều sau khi chúng ta bị lệ thuộc. Cái câu chuyện mà hiện nay chúng ta đang vướng vào, vô tình chúng ta vướng vào mà chúng ta không biết rằng chúng ta đang bị vướng, đấy là tất cả những gì chúng ta đang nhìn thấy ở trên mạng. Nó nhiều vô cùng, đầy rẫy. Chỉ cần có một keyword là chúng ta có đầy rẫy. Và khi phát hiện ra, wow, case study này giống mình quá, và chúng ta tìm ngay ra ba cái case study hoặc bốn case study nào đấy, chúng ta tìm ra và nó rất giống với mình, và chúng ta tập trung vào và chúng ta bình project. Thế thì cách làm này ấy, sẽ dần dần chúng ta bị rơi vào một trạng thái là không còn là chính mình nữa. Nó không phải là bản chất của cái không gian này nữa. Đấy, nó là một ý tưởng của cái khu đất đấy, nó không phải bối cảnh đấy. Và ta bắt đầu cảm thấy rằng hình như ta đang tự biến mình thành người khác. Và tôi luôn luôn muốn cho những người mà làm cùng với tôi, những partner của tôi và sinh viên đều phải hiểu rằng nếu khi bắt đầu vào một project, việc đầu tiên đừng lệ thuộc vào Pinterest hoặc là bị lệ thuộc vào tất cả những cái gì liên quan mà khiến cho ta có ngay được ý tưởng cuối cùng. Mà đấy không phải ý tưởng, thực chất những cái gì chúng ta vừa nhìn thấy case study chính là giải pháp. Nó là solution, nó không phải idea, đừng có nhầm. Bởi vì đấy chính là giải pháp, là phần cuối cùng của ý tưởng. Đấy là những gì liên quan đến công năng, những gì liên quan đến hình thức, những gì liên quan đến kết quả cuối cùng. Và chúng ta không có ý tưởng, chúng ta chỉ có giải pháp. Vậy thì nếu như gặp một project, việc đầu tiên chúng ta hãy nghĩ vào bên trong nó, xem là nó là cái gì. Đây là cái chữ requirements, tức là chúng ta sẽ xem nội dung bản chất bên trong nó là cái gì, nhu cầu của cái công trình này là gì. Nếu chúng ta gặp một project, chúng ta hãy nghĩ rộng hơn một chút nữa, nhưng vẫn là từ nó mà ra, để chúng ta nghĩ đến tất cả những cái liên quan đến context, tức là bối cảnh của khu đất, context of the site. Nếu chúng ta làm được những điều này thì chúng ta sẽ tìm được ra core value hoặc là core problems. Core problems thì nó là nghĩa negative, còn core value nó là nghĩa của positive. Dù negative hay là positive thì nó vẫn là core, nó là bản chất của cái bối cảnh đấy, của khu đất đấy. Và nếu nó là core, tôi rất là tâm đắc với cái câu ở trong phim The Competition. Có một cái câu của John có nói là thực ra nếu mà bối cảnh khu đất mà nó đã tốt rồi, không ai nhờ chúng ta cả, chả cần, bởi vì nó quá tốt rồi. Bản chất họ đang cần chúng ta là bởi vì bối cảnh nó quá tệ đi, nó rất là dở, nó thường bối cảnh là dở. Vậy khi bối cảnh là dở, chính đấy sẽ là một cái năng lượng rất lớn để cho chúng ta đầu tư và chúng ta tập trung vào, chúng ta làm cho nó có chuyện và nó thành chuyện. Vậy là bản chất, nếu chúng ta đi vào thực chất vấn đề của một project, nhìn sâu vào bên trong của requirements và những gì liên quan đến context, bối cảnh, thì chúng ta sẽ dần dần có được, khẳng định được bản thân ta. Và dần dần ta sẽ thấy rằng là khu đất đấy nó có giá trị của nó, những công trình chúng ta làm đấy đã có bản sắc. Đấy chính là yếu tố của localization. Local không phải là cái gì quá cao siêu, là bản sắc của một quốc gia đâu, mà nó là vấn đề đấy nằm đúng tại bối cảnh đấy, của khu đất đấy và với con người đấy.
Đấy là điều rất quan trọng. Và nó khiến cho chúng ta dần dần khẳng định bản thân mình và hình thành nên một cái cách làm việc, cái cách ứng xử để dần dần chúng ta có một tư tưởng và chúng ta có triết lý, đấy là triết lý thiết kế. Các văn phòng vẫn đang mong muốn để có được điều này. Tôi sang đến cái phần quan trọng nhất của cái bài này về mặt lý thuyết, đấy là làm thế nào để chúng ta tư duy ý tưởng một cách đúng đắn nhất. Nó sẽ đi theo từng step và chúng ta đừng bỏ qua cái step quan trọng nhất, đấy là step số 2, analyze, tức là phân tích. Chúng ta thường có input rất kỳ lạ, tức là không đầy đủ mà đã nhảy sang bước 2. Có những bạn sinh viên chỉ nhìn thấy borderline, à danh khu đất, có một tí requirements, à có thiết kế cho hai vợ chồng, có hai đứa con, một cái nhà 3 tầng. Nên chúng ta có danh của khu đất và chúng ta có requirements, lập tức chúng ta ra output rất kỳ. Và như thế, đoạn output đấy chắc chắn chúng ta lại phải mượn Pinterest, chúng ta lại phải tiếp tục mượn Google. Nhưng mà đừng làm cái chuyện đấy vội, hãy từ từ, hãy bình tĩnh. Làm thế nào đấy để cho chúng ta có đủ cả 5 thành phần liên quan, là những gì liên quan đến nó, là những gì đi vào sâu trong bản chất của nó, tất cả những gì về xu hướng, tất cả những gì về standards, về tiêu chuẩn cho nó mình đều hiểu hết. Sau đó thì mình mới có bước analyze. Và trong bước analyze tôi thấy rất là hay là bây giờ càng nhiều bạn sinh viên đang làm tốt nghiệp hiện nay đang tập trung vào phân tích rất tốt. Tôi nhận thấy rằng sinh viên ngày càng tập trung vào phần thứ hai, đấy là phần tạo ra core value của dự án. Tại phần 2 này mới chính là nơi tạo tiền đề của ý tưởng, bởi vì kết thúc của giai đoạn 2 là chúng ta có core value hoặc core problems của dự án. Phần 3 là output, thì đề xuất này của chúng ta phải hoàn toàn đi theo core value. Rất nhiều bạn là nói một câu cực kỳ hay nhưng mà sau đấy tất cả các giải pháp không đi theo ý tưởng nữa. Đấy là bị xa rời ý tưởng và đi vào giải pháp và bị vụn vặt bởi giải pháp. Tức là giải pháp của chúng ta vụn vặt theo kiểu à hình thức chỗ này mà đang trắng thì chỗ này ta sơn đen. Ôi chỗ này mà sơn đen thì nó bẩn quá, thôi chúng ta sơn vừa phải để tạo ra cái sắc độ 5. Nó vừa phải, ok được rồi, dừng lại. Đấy là thử và sai. Nếu chúng ta cứ thử và sai liên tục rồi đến một lúc nào đấy chúng ta cũng có thể đúng. Nhưng cái đúng đấy rất mất thời gian, rất mất công. Mà cái đúng đấy đôi khi khiến chúng ta lại vẫn giống người khác. Vậy các bạn đừng ngại là hãy tập trung vào phần 2 là phân tích để chúng ta biết được giá trị cốt lõi. Sau đây thì tôi sẽ xin có 3 cái case study. Study thứ 2 là fail. Còn số 1 và số 3 là success. Thì đây là case study số 1 là sự trải nghiệm về lối sống. Đề tài này là làm một cái công trình hostel, one hostel, được gọi là one cell. Và tên nó là One Cell Panorama. Thì công trình này thực chất là một cái sự trải nghiệm của lối sống. Và chúng ta khi mà làm hotel, làm hostel thì chúng ta có thể nghĩ rất là nhiều thứ liên quan đến hình thức. Nhưng có một cái điều mà chúng ta có thể làm được, đấy là chúng ta tác động đến từng người dân, từng đối tượng sử dụng, để biến họ cũng trở thành thành phần mà tham gia vào cái việc tiếp theo làm cho không gian tốt lên. Đấy là cái điều hay hơn cả. Sứ mệnh đấy còn hay hơn cả những chuyện chúng ta làm công năng, hình thức, ý tưởng và trình bày. Thì cái công trình One Cell Panorama này là một cái không gian nằm ở ngay quận nhất của thành phố Hồ Chí Minh, nó là 35 Nguyễn Văn Tráng. Đây là công trình được xây dựng 60 năm do người Mỹ xây và nó có một cái trạng thái là không ai nghĩ, không ai quan tâm. Và người dân ở đây vẫn có cái lối sống rất như ngày xưa, là không hề có cái gì thay đổi. Thậm chí xin lỗi các bạn là họ vẫn cởi trần, họ ngồi xong buổi chiều đến họ vẫn nhậu với nhau và họ thậm chí là chỉ bệnh vắng tục. Và cái không gian đấy nó rất là tệ. Thì khi chúng tôi có bắt đầu đến thì chúng tôi có hỏi là tại sao mà chỗ này nó bẩn dơ thế, mà sao các bác không dọn đi, hành lang cầu thang sao tối thui thế, mà không có cây nào mà cây lại không tưới mà sao nó lại bẩn thế này mà tối thui thế này. Bác bảo là nó có phải là của tôi đâu. Đây tôi mới nghĩ đến bên quy hoạch, các bạn có một cái câu là not in my backyard. Nimbay. Cái chủ nghĩa Nimbay nó đầy rẫy. Nó không phải là đằng sau nhà tôi, nên việc gì mà tôi phải care với nó. Thế thì người dân ở đây cũng như vậy. Vậy là cái dự án này, việc đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là làm thế nào để thay đổi cách sống, cách suy nghĩ của người dân, và người dân sẽ trở thành chủ thể của công trình này. Thì mỗi lần mà chúng tôi nghĩ đến thì chúng tôi thường nghĩ đến chuyện là hiện nay họ đang có cái cách nghĩ là không care, không quan tâm. Thì việc đầu tiên chúng ta hãy làm thế nào để tác động đến họ. Mỗi một lần mà có một cái phòng hostel được hoàn thiện ở đây cũng là một lần làm cho mọi người bắt đầu cởi mở hơn.
mọi người bắt đầu cảm thấy là có thể share với nhau mọi câu chuyện giữa khách nước ngoài, khách du lịch nước ngoài và cái người dân ở hiện tại. Và đến cuối cùng thì sau khi kết nối 6 cái đường này lại với nhau suốt trong vòng hơn một năm thì chúng tôi đã xây xong đến cái không gian cuối cùng. Thì bây giờ người dân cực kỳ hay, đến cả bảo vệ cũng thay uniform đen đẹp tuyệt vời và dắt xe cho mọi người và rất là welcome. Cái core value của dự án này chính là câu chuyện kiến trúc xưa với một cái function mới, với một cái nội dung mới. Và cái nội dung này với kiến trúc này đã làm cho chúng ta có một trải nghiệm, đấy là trải nghiệm về lifestyle. Và có hai cách để có thể thay đổi được, đấy là tác động giữa con người với môi trường kiến trúc và cây xanh. Cây xanh lúc này nó có vai trò như là một tác nhân. Thứ hai là tác động giữa người dân ở đây với người khách du lịch nước ngoài và người khách du lịch trong nước. Thì với hai tác động này, chúng tôi đã tạo ra một cái ảnh hưởng rất lớn, đấy là người dân bắt đầu thay đổi. Từ bước 1 cho đến bước 6. Bước 6 là bước mà tạo thêm cả một cái không gian học tập nữa, tức là One Zone English. Là một không gian học tập thì có một bạn, bạn ấy thấy cái không gian này hay quá, bạn ấy lên, bạn ấy chở mẹ bạn lên gặp tôi thôi. Thì bạn bảo, wow, cái không gian này có 5 bước này hay quá, chị có nơi cho em tham gia với. Thế là bạn ấy tham gia với một cái vai trò là sẽ dạy tiếng Anh theo kiểu tương tác với những người dân ở đây. Con em họ sẽ học tiếng Anh và với những người khách du lịch nước ngoài, người ta cũng sẽ có thể đến đây chia sẻ tiếng Anh. Thì bây giờ cái không gian đấy đã được biến đổi rất là nhiều. Các bạn có nhận ra cái mái không ạ? Thì cái mái này trước đây mọi người cứ vứt rác trên này, rồi ở nhà mà thấy có cái gì bừa quá nhưng nhà không có kho thì tạm thời lên trên này, quẳng lên trên mái. Thế là cái mái trở thành cái kho. Bây giờ chúng tôi chuyển thành thế này thì bọn trẻ con cũng chạy lên đây, cũng chơi. Khi mà sinh viên thì học, bọn trẻ con vẫn chơi. Bọn sinh viên nó cũng vẫn rất là hồ hởi phấn khởi chứ nó không có cái gì cả. Và hay là những cái không gian trồng cây xanh thì người dân cũng nói với chúng tôi là cho tôi trồng bớt, rồi cho tôi chăm sóc cùng. Thế là dân tự lấy nước xong tự tưới cây, nên là khiến cho không gian này ngày càng ấm cúng và mọi người cũng muốn đến đây nhiều hơn. Đấy là cái câu chuyện đầu tiên mà tôi muốn nói đến. Câu chuyện này đã được giải ở Hàn Quốc. Mặc dù đây không phải là câu chuyện thuần túy kiến trúc, nhưng từ kiến trúc đấy nó tác động đến con người và khiến cho bây giờ công trình khá là hay. Tôi nói đến cái công trình cuối cùng. Đây là một công trình mà tôi nghĩ rằng là nhóm sinh viên này đã đi vào bản chất của vấn đề. Đấy là cuộc thi DATE 2011. DATE là viết tắt của Design Against the Elements, tức là thiết kế chống lại những ảnh hưởng của thiên tai. Và đề bài này các bạn đã đi vào bản chất là lũ và bão. Một cái khu vực mà năm 2008 nó rất là tang thương. Một trận bão xảy ra vào lũ làm quét sạch cả một cái làng và không còn gì ngoài cát. Nó lật hết tất cả móng lên và quét sạch, không còn một người nào. Thì chính vì cái cảm xúc đó mà UIA đã đưa yếu tố này để trở thành cuộc thi cho năm 2011. Đấy là cuộc thi thiết kế chống lại ảnh hưởng của thiên tai. Nhóm dự thi của chúng tôi có 3 bạn của 3 nơi khác nhau, có các trường khác nhau. Các bạn ấy cuối cùng kết luận của dự án lại thì chúng tôi thấy cái keyword ở đây là self-help-proofing. Nó là một cái từ rất tắt, bởi vì cái từ này đã khiến cho giám khảo lập tức chọn bài của chúng tôi đi vào vòng trong. Bởi vì chúng tôi phát hiện ra và tôi cũng nói với sinh viên là em có biết điều gì nguy hiểm nhất với những người mà gặp lũ không? Lũ là chưa kịp cầm điện thoại lên kêu gọi ôi mẹ ơi ở đây có lũ, hay là ôi chính quyền ơi chỗ chúng tôi có lũ, thì nó đã xong rồi, tích tắc. Vậy không thể có cái gì có thể cứu chúng ta được mà bản thân chúng ta phải cứu mình. Đấy là self-help, chẳng có cách nào khác. Thế thì vì cái từ self-help proofing village nó là cái village nhưng mà nó lại là self-help proofing, thành ra cái câu nói này cực kỳ quan trọng. Cái làng này là lũ và cái làng này là bão. Lũ và bão chắc chắn ảnh hưởng đến master plan, chứ không phải là landscape hay là traffic hay là functional. Và tôi nghĩ đến là hãy coi cái làng lúc nào cũng ngập nước, vậy cái làng sẽ phải trở thành Iceland. Nên cái câu mà the village becomes Iceland là một cái câu then chốt để khiến cho phần làng là phần quy hoạch được xem, được nhìn thấy. Thì với cái ý như vậy thì chúng tôi bắt đầu cái làng bằng 3 hòn đảo và nối những hòn đảo sang nhau bằng những cái cầu. Sau đó thì bắt đầu mới có câu chuyện của đảo thì phần nào là phần có thể sắp xếp được,
phần nào có thể bố trí được thì lúc đấy function mới vào. À, trên cùng sẽ là public house, ở dưới là residential và dưới cùng là garden và green park. Thế thì chúng tôi nghĩ đến lũ. Và lũ và bão là hai yếu tố quan trọng. Lũ thì tôi có nói với sinh viên là hãy tìm tất cả những gì đã được từng được giải thưởng với lũ. Thì các bạn xem mẫu nhà nào. Thì chúng tôi đây là phải nghĩ đến mẫu nhà. Mẫu nhà mà dành cho lũ thì có hai loại trên thế giới. Đấy là cái thuyền. Tức là làng nước ngập thì làng nổi lên. Và nước tan thì làng tan. Bởi vì mỗi cái được một nơi. Thành ra đây là điểm yếu. Cái mẫu thứ hai là nhà trên cẳng, nhà trên cột. Đây là đồng bằng sông Cửu Long, đây là biển hồ Tonle Sap. Đây là những cái nơi mà họ thường xuyên bị ngập chứ không phải là khoe rừng. Thành ra yếu tố này rất là tốn kém. Vậy chúng ta có một cái thuật tích hợp, hãy lấy điểm mạnh của yếu tố thứ nhất cộng điểm mạnh của yếu tố thứ hai. Thì đây chính là Piston House. Đây là Piston House. Thì khi chúng tôi đặt cái tên là Piston House thì cái câu này cũng khiến cho chúng tôi nghĩ ra rất nhiều thứ. Sau đó Piston House còn liên quan đến bão. Bão thì cái duy nhất mà sợ nhất đấy là nó lật mái lên. Và lúc này để cho chống bão thì tốt hơn hết là có những cái dạng theo kiểu bom kẹt. Thế là từ chuyện nó mỏng manh như thế này thì bây giờ nó trở thành là một miếng cứng như này. Chỉ cần lấy 500 ở phần dưới cùng là water trap, tức là bẫy nước, thì cái cột nước 500 nó sẽ lồng qua và nó lập tức là automatic đẩy cái nhà lên. Với cái cách như vậy thì cái nhà sẽ thành mô hình như thế này. The Piston House. Thì Piston House cũng là một cái keyword rất là hay. Tôi nghĩ là như vậy. Nó khiến cho chúng tôi nghĩ đến chuyện làm thế nào để trượt các góc này. Vậy là cái ngôi nhà của chúng tôi sẽ phải gồm hai phần, là phần trong thì rất là nhẹ để có thể bật được lên, và ở dưới là cái phao. Nhưng mà thực ra nó là một cái bồn xong bỏ hết nước đi á. Bồn nhựa, nó tự đẩy lên. Chúng tôi phát hiện ra cái này một cách rất là tình cờ. Trong cái trận bão khoai dân đấy thì chúng tôi sợ ra là có mấy người sống sót, người ta đang ngồi ở trên cái bồn này. Thế là chúng tôi lấy được cái ý đó. Và cái phần ngoài phải rất là cứng, đây là bao tải cát. Và kết thúc thì các bạn nhìn thấy là bản vẽ 3D xấu chưa từng thấy. Xấu khủng khiếp. Và tiếng Anh các bạn ấy không có, thành ra cái bài trình bày đấy rất đặc biệt là không có tiếng Anh. Và nhạc nổi lên, từng chữ một keyword nổi lên và tắt đi giống như flat, giống như là nước vậy. Nên là rất là hay. Chính vì trong cái khó đấy, chính vì cái core problem đấy mà trở thành core value của cái dự án này. Đấy là từng chữ một xuất hiện và nhạc nổi lên. Bài trình bày tuyệt vời. Và tôi kết luận một câu cuối cùng là làm thế nào mà sáng tạo mà có thể thoát ly được tất cả những gì của mọi người. Thì tôi nghĩ cái cơ bản nhất chính là analysis, tức là input và analysis. Để cho kết lại thì tôi nghĩ rằng cái điều cơ bản nhất của mọi ý tưởng đều bắt nguồn từ bên trong mà ra. Và cái đấy chính là tinh thần của design by. Cảm ơn các bạn rất nhiều.